Đương ký vô địch giải Argentina Boca Juniors đã sa thải huấn luyện viên Rodolfo Aria sau màn trình diễn nghèo nàn của câu lạc bộ với thất bại 0-1 trước Racing Club. Quyết định này được đưa ra trước khi đội bóng này gặp lại Racing ở Copa Libertadores và trước khi đến với trận Super Classico với River Plate vào chủ nhật tiếp theo. Câu lạc bộ Boca với Carlos Tevez là đội trưởng hiện đang có 7 điểm sau 5 trận đấu đầu của giải vô địch quốc gia Argentina trong đó bao gồm thất bại trước đội bóng vừa lên hạng đó là Atletico Tucumán. Đáng chú ý hơn là đội đã để thảm bại 0-4 trong trận siêu cúp với câu lạc bộ San Lorenzo. Chính những thất bại này đã khiến cho ban lãnh đạo câu lạc bộ không còn kiên nhẫn và đưa ra quyết định này. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã đến thăm Tokyo vào hôm thứ Hai 29 tháng 2 để học tập kinh nghiệm xây dựng làng Olympic tại đây và có những bước chuẩn bị để ứng cử cho Olympic 2024 ở thủ đô nước Pháp. Tiếp đón đại biểu đến từ Pháp là đại diện của chính quyền thành phố Tokyo, ông Yoshi Masuzoe. Sau buổi tham quan, thị trưởng Pháp đã tỏ ra hài lòng với những thiết kế và kế hoạch mà Tokyo đã chuẩn bị cho sự kiện Olympic này. Đồng thời, ông Masuzoe cũng cho biết ông ủng hộ cho Pháp giành quyền đăng cai sự kiện thể thao mùa hè lớn nhất hành tinh diễn ra trong năm 2024. Tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino chào đón ngày làm việc đầu tiên trên cương vị chủ tịch FIFA bằng việc tổ chức một trận đấu giao hữu dành cho các nhân viên và khách ở trụ sở FIFA Zurich trong những cầu thủ tham dự trận đấu này có cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha Luis Figo và cựu vô địch World Cup 2006 trung vệ Fabio Cannavaro, đồng thời có ca sự xuất hiện của huấn luyện viên Fabio Capello. Những cầu thủ và huấn luyện viên này là một trong những số người lên tiếng ủng hộ cho Infantino trong thời gian ông tranh cử và tất cả đều thể hiện sự hài lòng với kết quả bầu cử được đưa ra. Ông Infantino đã đưa ra lời hứa hẹn về một tổ chức trong sạch nhất với tiền của FIFA kiếm được cũng đều được chia đều cho các quốc gia. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Gus Hedding cho biết tiền đạo tân bên Alessandro Bato sẽ sớm có trận đấu ra mắt cùng câu lạc bộ này. Nhưng trước hết, anh phải thích nghi với môi trường bóng đá Anh thông qua những buổi tập luyện, đồng thời cũng sẽ phải cạnh tranh với những chân sút có sẵn tại đây như Diego Costa hay Eden Hazard để giành xuất trong hình chính thức. Nhà đương kim vô địch giải Hoàng Anh đã ký hợp đồng mượn Pato từ câu lạc bộ Corinthians ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng cầu thủ 26 tuổi này hiện đang có những vấn đề về thể lực và cần thời gian để hồi phục. Ngoài ra, một cầu thủ trên hàng công khác đó là Pedro Rodriguez cũng vừa bị chấn thương sau trận đấu với Southampton.